À, xin mến chào quý cô dì, anh chị, chú bác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và hôm nay em giới thiệu đến cho quý vị xem một cái món đồ em rất là thích và tâm đắc để cho anh chị em xem để biết được những cái món đồ chuẩn cổ sẽ như thế nào. Bởi vì nhiều anh chị em nhắn tin cho em nói nhờ xem những món đồ mà mấy cái bình đồ mới, lục giác đồ kiểu á. À, mà nhiều người hỏi quá thì em cũng không có trả lời đâu. Em để tổng hợp lại một lần em trả lời cho nhiều người cùng biết luôn. Chứ không có trả lời cá nhân nha. Còn hứng thì em làm, còn hứng thì thôi mọi người nha. Em không có trách nhiệm gì hết trơn á. Hứng thì em làm, hứng thì thôi. Để mọi người xem. Đây, cho mọi người xem được món đồ xịn sò thì như thế nào nè. Để anh chị em nào mà có thích em thì mua giao lưu ủng hộ em, không thì thôi mua người khác cũng được, ai rẻ hơn mua, thích ai thì mua người đó, còn ghét em thì thôi bỏ qua đó. Đúng không? Vậy em chỉ nói sự thật thôi chứ không có nói gì đó, nói sự thật đó. Để trước mắt cho mọi người xem nè, đó cảm nhận nha mọi người, chơi này cảm nhận nha. Lúc trước em chơi không ai chỉ đâu, giờ em tốn tiền học phí nhiều lắm rồi thì em mới chỉ lại cho mọi người để cho cuộc chơi này nó tiến bộ nha. Chế độ không có thể hàng ngày hàng giờ lên ầm ầm lớp lớp được đâu, đồ đệm không có nhiều đó, kiếm được món đồ như vậy không phải dễ, không phải dễ mà cũng không để nhiều để kiếm nha. Đó, vẫn phải đẹp nha mọi người. Em nói rồi, đồ mới giá trị á, đồ cổ ngồi yếu tố tuổi tác thì nó phải là đẹp và tình trạng nó ok thì mới giá trị, còn không thì nó cũng chơi cho vui thôi mọi người. À, cái bình lục giác này cái dáng rất là đẹp, cao đến 34, cao 34 đó, nhất thi nhất quả phía sau này, chữ này em rất là thích chữ, cái dòng chữ này mọi người đó. À, đủ ánh sáng luôn để mọi người sự so sánh, mà những cái chàm như vậy em mới chơi mọi người nha, những cái chàm như vậy em mới chơi. Còn cái chàm xanh xanh thì cũng cổ lắm mà em thích, thứ nhất là bản thân em không thích, hai nữa tranh cãi mệt lắm. Còn món đồ như vậy nè, nhìn vào nó khỏi phải cãi, khỏi cãi gì cho mọi người, không có cãi. Còn đứa nào nó cãi thì cho nó ngu luôn, nó ráng chịu thôi chứ không có nói nữa. Đó, người ta đã nói hết lòng với nước còn cãi thì thôi, để cho đóng tiền học phí dài dài nữa đó. À, hay đạo chàm như vậy thì khỏi cãi, khỏi và em mới là xuất sắc chơi này, chữ này bác nào biết dịch chữ luôn. Đó, nhìn á, chữ phải đầy đủ rõ nét như vậy này. À, tam lam này, đậm mờ đậm nhạt, viết một cách tự nhiên chứ không phải cưỡng ép từ hò bó, đó mới là món đồ nó đẹp. Còn những món đồ chợ thì người biết rồi, chợ thì những người thợ làm trình độ cũng không cao thì nó sẽ không đẹp đó. Chưa bó đó, em chỉ mới phân tích về chữ thôi nha, chưa phân tích là những cái cảnh này trong cái này nè, cái cảnh này nó mới là đẹp nè. À, cái cảnh này nó mới là xuất sắc mọi người. À, ông lão dắt trâu qua cầu, phía trên có một cây ngô đồng nha, một cái cây ngô đồng đó, thấy chưa đó nè. Đó, thời xưa bây giờ vẽ không được đâu, bây giờ vẽ làm gì, vẽ được cái vài, vẽ được những cái nét thanh này chấm phá này, tạo ra một cái cây rồi cũng cho ông lão này nhìn, người xem nè, nhìn ông lão là ra ông lão này đó, chứ không phải là vẽ quạch quạc. Có những món đồ chuẩn cổ rồi nó không vẽ không đẹp em cũng chơi đó, em phải tập khó tính xíu mọi người, vì em cũng chơi rồi, em bán lỗ nhiều lắm rồi. Có những món đồ em về em không thèm bán mọi người, bởi vì em thấy không có đẹp. Em mua 15 16 triệu bán 7 8 triệu bình thường. Đó. Bán lại cho anh những anh khác người ta kiếm cơm. Nè. Vì mình không thích, mình không chơi. Vậy thôi. Bà nào mà hết tiền hết chơi. Thôi. Đó, còn chơi mà trái lương tâm mình hoặc là trái cái con mắt của mình là không có chơi. Đó. Không có cưỡng ép mọi người. Ở cái này là con thuyền mọi người, đây ông lão nó như này chèo thuyền đánh cá này đó ha. Có mắt có mũi đàng hoàng nha, nhỏ xíu mà có mắt có mũi đàng hoàng này. Anh chị em nào chưa cả một đời chưa bao giờ thấy được cái món đồ chuẩn cổ
Đó, thì nếu có duyên may mắn thì gặp lại cái clip này coi để mở mang tầm mắt về thanh lọc bớt đồ ở nhà mình đi. Cái gì vậy, em có điều kiện tài chính là mua 7-8 tỷ tiền đồ trong nhà mà toàn đồ mới không à? Nó thiệt, nó một cách đau lòng luôn. Trong này là một ông lão đang ngồi trong cái chòi này ha. Mà để gặp một đúng người thì thầy cũng như đúng người bán nó khó lắm mọi người ơi. Thiệt, em đi tìm kiếm cái câu trả lời rất là lâu luôn. Đó, tìm kiếm câu trả lời rất là lâu luôn. Mà nhưng phải tự mình vượt qua thôi, không ai chỉ. Thiệt luôn, trong cái giới này không ai chỉ đâu. Trừ khi bây giờ em mới làm cái cục làm những cái series này thì em mới cho mọi người biết được. Chứ còn không ai chỉ đâu, mơ hồ lắm, mà cãi em lại đâu. À, cãi em lại đâu. Và có kinh nghiệm xương máu mà người thử mua một lần xong người xách cái đồ nó đi bán lại được thì mới là giỏi, là mới thành công, còn bán lại không được. Hàng bán rẻ mắc thì bán lại được là thành công, còn bán lại mà anh em lái mình nó trả giá sát thì đắt là rồi, xong rồi nó biết biết rồi đó nha. Ông người này, ông lão người anh thiền này lại tiếp thẹp có cây ngô đồng và một cây tùng. Cây ngô đồng đứng phía sau và cây tùng phía trước. Nó có mỏm đá mà người xem sâu vô trong mỏm đá này. Đây nè, nhìn cái mỏm đá này. Có những cái người ta còn vẽ được những cái cây, cái cỏ trong này nữa nha. Nè, này, thấy chưa? Đó, đố mọi người bây giờ là những đồ bình thường làm gì có vẽ được cái này. Trên này có ông lão này, thấy chưa? Đó, bắt đánh củi, nhìn cái bó củi này. Đó, nên đẹp như vậy mà đi kiếm đâu ra, kiếm không có nhiều chứ không phải có, bạn có nhưng không có nhiều. Bà em cầm một mấy tháng em mới mua một bình thì bán, mọi người nói lời cái năm sáu trăm 200-300 ngàn thì bán làm cái gì mọi người, đúng không? Anh nhiều anh chị em tưởng là có khi có tiền dễ mua được đồ lắm, không dễ, rất là dễ mua đồ mới luôn, còn đồ chuẩn không dễ mua. Thì có tiền chưa chắc là sở hữu được những cái món chơi đồ cổ này, nó có tiền chưa chắc là chơi được đồ sình cho mọi người nha. Phải thêm kiến thức nữa, vừa cái tài và tài chính vững mạnh vừa hay kiến thức nữa. Có những anh chị em là có tiền nhiều lắm mà lại một nhà nguyên nhà đồ mới luôn, bởi vì không có người cái chất là không chưa gặp gỡ được một người mà dám nói lên sự thật, dám nói là anh đồ chơi đồ mới đồ yêu làm cái gì. Đó, chưa có người thật thật lòng. Đó, toàn là toàn là bè không à, không có bạn. Đó, này, nhìn cái gì ta? Cái tự nhiên quên tên là Trúc. Đó, vẽ rất là đẹp luôn. Đẹp quá trời đất đẹp luôn nha. Cái form là quá trời đất đẹp, form này, form đã. Form. Đó, và đặc biệt là hai tên nó hai cái con nghe nữa này. Đó, thấy chưa? Còn nguyên đuôi luôn nha. Đó, mẻ chóc chóc xíu thôi, không xin nghe. Chóc chóc xíu này. Còn bác nào thích làm tích thì chơi đồ mới đi, đừng làm mất thời gian của em. Hỏi gì chứ, miêu tả rất là kỹ rồi. Còn bác nào mà nói này đòi xem tròn nữa thì cũng thua luôn, là cũng là cùng học hỏi thêm. Cho xem tròn thì xem tròn đó. Nhìn cái tròn là một vấn đề thôi, tròn là một cái vấn đề thôi, tròn giờ buồn giỏi lắm mọi người ơi. Quan trọng là em nói như thế này, mọi người muốn đời đồ xanh trắng được nhớ hai điều cho em. Nhất, biết nhìn men và biết nhìn cốt, xong vậy thôi, đơn giản rồi đó. Đừng có phân tích chụp phi lão mà chụp cái gì đó, đừng có soi đo độ tuổi, nhìn cảm nhận được men và có khi nào cảm nhận được thì chơi, không thì chơi đồ mới hoặc là kiếm những người tin tưởng giao lưu vì nhìn biết cho quen vậy thôi, đừng có gì mà là phức tạp hóa vấn đề lên đó, đúng không mọi người? Không có phức tạp hóa vấn đề lên được đó. Tích là tích đề tài tứ văn mọi người nha, rất là đẹp luôn. Đó, chia sẻ cho người xem và người thấy hay chia sẻ nha, hay là lưu về coi đó. Nói chung là bật miệng rồi, có mấy cái đường tóc này đó, mà không mất mảnh tóc thôi, bác nào khó quá bỏ qua, thấy chưa? Đó, tình trạng là ok, em chấp nhận, em chơi được đó. Men chàm cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.
Bác nào yêu thích là liên hệ cho em số điện thoại 0903 540 460 nha.